Chào tất cả mọi thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 11 tháng 12 cuối tuần như này. Chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ nha, đi câu thật nhiều cá, có gì sức khỏe này. Video tục với lại có 22 mẫu cần và 2 con máy, phí ship là 30.000 một đơn, tất cả sản phẩm nha. Có máy và những dòng mini, cần gamma cao su, cần tay 8S1 nha, dòng cần lục và đầy đủ cần dây trong này mình này. Hai ba khúc, có cần còn cần lục 2 khúc nha, bộc lực cho mình, ra đến chim. Rồi chốt đơn liên hệ trực tiếp Duy 0923 534 779. Mã số 1 đối với máy thì em sẽ có cho mình một con máy nha. Con máy này thì con máy của hàng Korea nha. Đây, máy Korea. Có đây sẽ thật có máy tầm khoảng vào 5.000 cho mình. Lô cước bằng hợp kim này. Đây, lô cước hợp kim nha. Tình trạng thì có xây xước, sẽ thật tầm khoảng vào 5.000. Ốc của nó thì mấy con ốc ở đây có xị xét nha. Chạy cho mình là Bomarin hết. Rồi, vòng bi đầy đủ này. Lô cước bằng hợp kim, gạt cước này. Nói chung là tình trạng máy còn ok, hoạt động tốt. Thì những dòng mà em sẽ bán cho mình giá rẻ thôi. Rồi, một chiều nha. Có chế độ giặt cho mình này. Đây, nó sẽ bị giặt cái này, nhưng con máy hoạt động nó ok này, chốt trạng 2 chiều. Trong tình trạng của máy bãi thì nó có hơi xây xước thôi, chưa máy hoạt động rất là tốt. Rồi con máy này có mã số 1, giá con này là 250 nè, 250.000. Mã số 2 đối với máy sẽ có cho mình con máy của dòng Olympic nha. Đây, những dòng từ Olympic của Japan. Đây, tên của máy như thế này. Máy có tên máy là Olympic, chạy cho mình là 2 Bomarin, 2 vòng bi CS2000. Con này size thật của máy ra trên tầm khoảng vào 5.000 nha. Con này thì full carbon, tình trạng con này thì đẹp hơn của Olympic. Đây, tình trạng đẹp nha, hàng Japan. Thì lô cước có này bằng carbon luôn, con này full carbon nha, lô cước carbon, gạt cước này, nhẹ nha. Đây, con lăng cước còn ok, còn mới ạ, Olympic size từ khoảng 5.000 cho mình. Rồi, con lăng cước đều còn ok, con test máy cho mình nha. Một chiều trước này, đây có chế độ giặt nha, một chiều. Tình trạng con này thì vẫn còn đẹp, nhưng không có xây xước gì lắm. Máy hoạt động ok, cầu ngầm là C cũng được nha. Đây, máy phun carbon, carbon thì rất là nhẹ nha. Rồi con này là con mã số 2, giá của nó là 300.000 như này, 300.000, ship cost 30.000 một đơn. Mua hai sản phẩm sẽ hỗ trợ từ ship cho mình hết ạ. Rồi mã số 1 đối với cần thì em sẽ có một con cần mini, con này thì hôm qua em có lên một con y chang vậy thì nó bán rồi nha. Rồi con mini này có độ dài cần là 1,5 m, con thích cho mình câu tôm, câu bè, câu ikada hoặc những dòng là câu lu cũng được nha. Đuôi rút này câu iso. Con này có độ dài cần là 1,5 m nha. Con này hàng của mình là hàng Nhật bãi. Bắt là bắt thường và dàn khoen là dàn khoen thường. Con này ngọn của nó thì ngọn nhỏ thôi. Ngọn cần thì em đo cho mình là ngọn 0.8 ly. Ngọn là dạng ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn đi kèm cho mình là có 2 khoen chạy nha. Con này khoen thường nha. Nước sơn thì nước sơn màu cam cam cho mình này. Đây. Tình trạng thì vẫn còn đẹp nha. Khoen bắt thường. Con này rất là nhẹ nha. 1,5 m, độ cứng tầm khoảng độ cứng 10. Đối với cần mini, trọng lượng con này chỉ có cho mình là 80g thôi. 80g. Bộ cấp xe ba lô rất là tốt. Trọng lượng của nó thì 80g, thu gọn 37cm nha. Đây, rất là gọn nhẹ cho mình luôn ạ. Mã số là mã số 1 đối với cần, giá là 400.000 nha. Thì hôm qua có một con thì anh em hỏi rất là nhiều, thì em còn sót một con thì em lên luôn. Rồi cần số 2 thì em sẽ có cho mình con cần Ikeda. Con này là dạng cần Ikeda, cần rút như này. Độ dài cần là 1,3 m. Dừng này có dòng là Promane. Promane nha, con này khoen bắt là khoen bắt thường này. Bắt thường. Và dạng khoen này khoen thường như mình nha, khoen thường loại xứ xít. Con này dạng là cần Ikeda thì ngọn được giấu trong thân cần, con này là cần rút cho mình ạ. Đây, con này đủ cho mình nha, con này đủ 1,3 m này. Đây, Ikeda vì đây là khoen nút như này, ngọn là dạng ngọn đặc cho mình. Con này ngọn nhỏ thôi, ngọn của nó thì tầm khoảng vào 0.8 ly. Đây, khi ngọn của nó thì nó bị hụt một xíu, nhưng em đo vẫn đủ 1,3 m như này, vẫn đủ 1,3 m cho mình này. Tình trạng của Ikeda câu bè rất là dẻo. Đây, con này cần rút nha. Đây, cần rút này, tình trạng thì vẫn còn đẹp này, cho là cần carbon hết nha. Cái lô này là cần carbon hết, sẽ không lộ một cái phíp nào vào hết ạ. Rồi, tình trạng như thế này, trọng lượng con này là 80g, ngọn 0.8 ly, 0.6 ly thôi, tầm khoảng 0.6 0.8 ly. Mã số 2, giá con này là 400.000 nha. Ikeda câu bè này, câu bè câu nâu rồi nha. Rồi tiếp tục mã số 3 thì em sẽ có một con cần iso. Con này dạng là cần iso, cần súp, cần carbon, còn rất đẹp nha. Con này cái độ dài của cần là 3,3 m, độ cứng H, con này độ cứng tính theo cần ISO, con này độ cứng nó ra cho mình tầm khoảng độ cứng 5 như này, độ cứng 5. Đây, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Fuji loại xứ đá xám nha, có lộn cho mình một khoen xít này. Có lại một khoen xít vào. Thì con này bắt là bắt vặn Fuji, con này cứng tầm khoảng độ cứng 5 tính theo cần ISO. Còn tính theo cần shop á thì con này cứng tầm khoảng vào 20 đến 25. Đây, tình trạng còn rất là mới và đẹp. Phơi carbon, con này ngọn của cần thì em đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Đây, có lại một cái khoen Fuji xít nè. Ngọn đi kèm cho mình là 1-2 khoen chạy này. Được, tình trạng như thế này. Phơi của nó là phơi carbon nha này. Đây, phơi carbon xoắn vân toàn thân. Nước sơn màu xanh, con này còn đẹp nha, trên 90%. Hầu như sẽ không có xây xước gì cho mình luôn. Đây, khoen bát Fuji, khoen còn đẹp, không có dấu nước chân. Xứ xám, khoen xích.
3m3 độ cứng hát tầm khoảng vào 20 đến 25 cần lục nha. Trọng lượng con này là 300g, ngọn 2.2 ly. Mã số 3, giá con này cho mình là 600 ngàn ạ. Đây, giá 600. Tình trạng ok nha. Rồi, mã số 4, đối với cần thì em sẽ có một con cần ISO khoang nhỏ chuyên dụng đánh cảm giác này. Con này có dòng là đai qua nha em. Con này còn mới cứng rất đẹp. Đây. Cần này có dòng đai qua, độ dài của nó là 4m nha em. 4m. Con này có hàng Việt Nam này, xuất thị trường Nhật nha. Việt Nam mình có một cái nhà máy đặt ở bên Đà Nẵng nha. Anh em nhiều thì biết rồi. Nó sẽ xuất thị trường Nhật và bên Nhật thì nó mua nó bỏ lại thì nó xuất lại về mình. Hàng bãi nha. Có mã code này và tem vàng đầy đủ. Bát Fuji F6. Tình trạng con này thì còn rất là mới. Đây, còn rất là mới nha. Con này thì đây, cái lóng của nó thì nó kéo xuống được nha. Cái lóng ngọn rất là dài. Con này nguyên bản nguyên zin cho mình. Thì sẽ kéo cái ngọn này dài cho mình là nó sẽ đủ này. Con này độ cứng của cần nó rơi cho mình tầm khoảng vào độ cứng 1.5 thôi. Con này ngọn nhỏ. Ngọn có đây là ngọn đặc, ngọn 0.7 ly. Nó sẽ đề kèm cho mình là 1 này, 2, 3, 4 khuyên chạy nha này. Đây, ngọn đề kèm cho mình là 4 khuyên chạy nha. 4 khuyên chạy, phôi của nó là phôi carbon xoắn vân. Tình trạng con này thì còn rất là mới. Độ mới của cần nó rơi cho mình tầm khoảng vào 95%. Đây, 4m nha. Thế là mình đánh cảm giác. Thì tiếp theo sẽ có một con 4m của gầm Kama luôn. Khoen pad con này là khoen pad Fuji. Đây, xứ xám nha. Con này còn mới cứng ạ. Chuyên dụng đánh cảm giác nha. Hạ tay câu đài vẫn được. Thì bên em hỗ trợ hạ tay hết nha. Đây, con này còn mới cứng này. Đây qua 4m cứng tầm khoảng 1.5 cho mình. Thật là phải đánh cảm giác, ISO khen nhỏ. Con này trọng lượng của nó là 145g, tương đối nhẹ thôi, mạ ngọn 0.7 ly, ngọn long phụng như này. Mã số 4, giá con này là 700.000. 700k. Rồi, mã số 5 sẽ có cho mình con cần ISO của dòng Gamma. Thì những cái dòng mà cần súp hay là cần ISO nha thì em sẽ có nắp chụp kèm cho mình hết nha. Có nắp chụp kèm hết nha, anh em cứ yên tâm. Thì bảo vệ khoang hàng đến thì mình cứ nhận hàng kiểm tra, đồng kiểm sẽ có kèm hết. Mã số 5 sẽ có cho mình con cần ISO của dòng Gamma nha anh em. Gamma Katsu, con này sẽ đi kèm cho mình nắp chụp và bao vải zin này. Bao vải của dòng Gamma nha, zin theo cần luôn. Cần ISO của dòng Gamma con này cái độ dài cần là 4m nha anh em. 4m, con này còn đẹp này, hàng nội địa Nhật nha. Gamma Katsu tem vàng đầy đủ này. Đây Gamma. Con này độ dài cần là 4m, độ cứng tầm khoảng từ 0.6 đến 1 thì cũng thuộc dạng đánh cảm giác thôi. Tình trạng còn đẹp này, tay cầm được cuốn chỉ. Padapad gặp Fuji F6 AG nha. Đây hàng như thế này, còn mới cứng. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuxit nha. Khoen Fuxit Gamma thì đem hết bàn cãi rồi. Gamma thì hàng cao cấp của Nhật nha. Ngọn con này thì ngọn nhỏ, em đo cho mình là ngọn 0.6 ly thôi. Ngọn đi kèm cho mình 1 này, 2 này. Có 3 khoen chạy nha. Con này ngọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp. Đây chỗ tháp như này. Ngọn long phụng cho mình. Còn lại phôi của cần là phôi carbon. Đây phôi carbon xoắn vân này. Đây, carbon xoắn vân nha. Đây, tình trạng rất là đẹp. Con này còn mới cứng nha. Nó sẽ đi kèm một cái bao vải và một cái nắp chụp kèm luôn. Khoen full xích hết, 4m, độ cứng 1.5. Thế là bạn này mua sưu tầm, mua cặp đánh cảm giác cho mình thôi. Gamma thì một đẳng cấp khác rồi. Con này có trọng lượng của cần là 150g, ngọn 0.7 ly, mã số 5, giá là 1 triệu như này. 1 triệu cho mình. Đây, còn nguyên bản nguyên zin. Mã số 6, đối với cần ISO, thì em sẽ có một con cần ISO. Con này cũng là ISO khen nhỏ như này. ISO khen nhỏ thì mấy cái này nó thích cuốn cái cầm sau này để cho nó khỏi dơ hay gì á. Thì có một vài cây thì em tháo ra thì nó vẫn còn. Cái này em muốn kiểm tra không kỹ thì em sẽ tháo cho mình trực tiếp luôn. Cái những cái dòng này thì nó chỉ cuốn vào để mình nó tựa cho nó khỏi bị hư thôi. Đây còn nắp chụp của nó thì còn nguyên này. Nói chung này cái lô này về thì rất là nhiều cây như này này. Thì đã tháo rồi. Rồi cần tiếp theo là cần mã số 6 là một cần ISO, ISO carbon. Con này cái độ dài cần là 4m5, độ cứng 3. Pad Fuji F7, tình trạng con này thì lóng nhỏ thôi. Con này thích hợp mình hạ tay câu đài thì độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng 4h nha này. Ngọn con này thì em đo cho mình là ngọn 0.1.7 ly, 1.7 ly, ngọn đi kèm 1 này, 2 khuyên chạy nha. Phôi carbon, tình trạng là xoắn vân. Ngọn lóng thứ hai thì kèm cho mình là 1 khuyên chạy này. Phôi carbon xoắn vân này. Khoen pháp Fuji hết. Nói chung con này thì vẫn còn ok nha. Em chỗ này thì hàng mới về nó dính keo á, thì em chưa có lau thôi. Còn tình trạng của nó còn ok hết. Cái nào lỗi thì em sẽ báo rõ tình trạng cho mình hết nha. Đây, tình trạng nó có sức. Sức dạng sức lùng mèo thôi. Sức sơ theo cần, sức phôi, sức sơ ngoài thôi. Rồi khoen pad Fuji 4m5, độ cứng 3, cần ISO khoen nhỏ. Con này cứng nha, tầm khoảng 4h. Trọng lượng của cần là 250g, ngọn 1.7 ly, mã số 6, giá con này là 600 ngàn ạ. Rồi tiếp theo mã số 7 ạ. Mã số 7 sẽ có cho mình con cần ISO. Con này ISO của dòng mà Suyumi như này. Suyumi. Con này có dòng mà Suyumi, dòng C-Lock, độ dài 5m3, độ cứng 2. Độ cứng 2 nha. Những dòng thì Nhật bãi này. Con này có mã cho là mã số 7, cứng 2, pad là pad Fuji F6. Đây tình trạng nha, còn mới này, tay cầm còn mới cứng luôn. Con này dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, loại xi lá xám, tình trạng còn nguyên bản nguyên zin.
độ cứng 2 thì thuộc dạng cũng là dạng cảm giác thôi mình thôi. Ngọ cái này đo cho mình là ngọ 1.4 ly. Đây phần carbon xoắn vân ngọ đi kèm cho mình là 1 2 3 nha. 4 khuyên chạy này. Đây phần carbon xoắn vân. Các lóng của nó còn đẹp nha. Con này hầu như có rất đẹp. Hạ tay thì cũng đo cho mình tầm khoảng vào câu đài cũng tầm khoảng 3.3-3.5 hát thôi mình nè. Con này phôi rất đẹp nha. 5.4 độ cứng 2. Cứng 2 thì thuộc dạng cảm giác thôi. Anh em muốn cứng hơn thì mình lấy tầm khoảng cứng 3, cứng 4. Còn muốn cảm giác hơn nữa thì mình lấy tầm khoảng 0.6, 0.8 đến 1, 1.5 nha. Cứng 2 thì thuộc dạng vừa. Khoen phát Fuji. Con này trọng lượng của cần là 290g, ngọn 1.4 ly, mã số 7. Giá cần là 600 ngàn ạ. Là tình trạng rất là mới nha. Rồi mã số 8. Sẽ có cho mình một con cần ISO. Con này cần ISO carbon, cần khoen lớn như này. Đây, cần ISO khoen lớn cho mình. Con này cần có độ dài của cần là 5.3 m, độ cứng 4. Đây, độ cứng 4 nha, có dòng là Hikoshima, hàng bãi Nhật cho mình. Bát là bát vặn thường nha, bát là bát thường này, bát vặn cho mình. Tình trạng gốc của nó thì còn mới này, tay cầm được làm nhám nha. Cứng 4 thì cũng dạng cứng rồi, hạ tay cũng rơi cho mình tầm khoảng 1.5 hát. Dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji. Đây, Fuji, loại sứ đá xám nha này. Fuji loại sứ đá xám này. Con này ngọn của nó thì em đo được cho mình là ngọn 2 ly. Đây, độ cứng 4 ngọn 2 ly. Ngọn 2 ly nha em. Đây khuyên Fuji này. Ngọn có này đi kèm cho mình là 1, có 2 khuyên chạy nha. 3 khuyên chạy cho mình luôn. Đây ngọn 3 khuyên chạy full carbon xoắn vân. Đây tình trạng thế này nha. Trong con này thì còn rất là đẹp này. Cứng 4 thì cũng dạng cứng. Đây phôi phía cổ ok nha. Nó mới cho mình trên tầm khoảng mà 95%. Đây, còn đẹp nha. Còn rất là mới luôn, chung là 5.3 độ cứng 4 cho mình ạ. Quen phát Fuji này, xì sứ xám nha. Con này thì còn rất là mới, trọng lượng của nó thì em cân được cho mình là 320g, ngọn 2 ly, mã số 8. Giá con này 600 nha, 600 ngàn thôi, 5.3 cứng 4. Tình trạng có rất là mới ạ. Cho tiếp theo mã số 9 ạ. Mã số 9 thì em có cho mình con cần ISO. Con này ISO khoen nhỏ nhưng mà cứng như này. ISO khoen nhỏ cần này của dòng NFT Carbon Rod. Độ dài 5.3 5.3 nha, con này độ cứng 3 cho mình ạ. 5.3 độ cứng 3. Con này hạ tay tầm khoảng 4-5 hát này. Đây tay cầm thì được cuốn chỉ Pat Fuji Stylus nha, LF7. Đây tay cầm thì được cuốn chỉ này, cần rất chắc chắn nha. Độ cứng 3, dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, loại sứ đá xám. Con này ngọn của cần thì em đo được cho mình là ngọn 1.8 ly. Đây ngọn đi kèm cho mình là 1, 2, 3 khoen chạy nha. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân này. Đây con này thì tình trạng của nó hơi có xây xước, con này hạ tay thì em vẫn nhận hạ tay nha. Hạ tay thì con này cứng tầm khoảng 4-5 hát này. Đánh chép được vô tư luôn. Em mới đánh câu đài, em chỉ cần lấy con cần cứng 2 em hạ tay làm đánh ok rồi. Tình trạng các lóng thì có xây xước này. Đây. Phôi carbon xoắn vân nha, có xây xước dạng xước lông mèo. Nói chung là không ảnh hưởng gì đến phôi cho mình là được rồi. Đây, hàng bãi thì không tránh khỏi tình xây xước nha. Không dập không bể là được, hàng đến mình cứ nhận hàng đồng kiểm lại ạ. Hàng nội địa Nhật tem vàng 5.3 độ cứng 3 của dòng NFT đi kèm cho mình là 6 lóng. Phôi carbon xoắn vân. Con này cứng chứ nè. Tình trạng của nó thì có xây xước. Trọng lượng của cần là 380g, ngọn 1.8 ly, mã số 9 nha, giá cần là 700 ngàn ạ. Mã số 10 thì em sẽ có một con cần tay. Con này thì con này cần tay còn nguyên bản nguyên zin, nó sẽ đi kèm cho mình hai cái lóng ngọn này. Cần tay của hãng Olympic như này. Đây, cái bao vải zin cho mình này. Em nhìn kỹ nha. Đây, thông số nó ghi sẵn cho mình trên này luôn. Bao vải zin này. Cần này thì của hãng là Olympic, con này có độ dài của cần là 8.1 nha. 8.1, nó sẽ đi kèm cho mình một cái bao vải zin theo cần. Và nó sẽ kèm cho mình hai cái ngọn phụ nha. Cái này thì bên Nhật nó về hàng bãi về có sao thì báo tình trạng như mình này. Có cây có, cây không. Còn cây này đi kèm cho mình hai ngọn phụ luôn. Đây hai ngọn phụ theo cần nha. Của Olympic. Rồi con này độ dài của cần là 8.1 m. Tay cầm thì được cuốn chỉ này. Cuốn chỉ nha, rất là chắc tay. Đây, Olympic chính hãng, hàng nội địa Nhật luôn. Có tem đầy đủ này. 8.1 m. Phôi của nó là phôi carbon xoắn vân. Con này ngọn cần thì ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn nhỏ thôi. Ngọn của cần thì là ngọn đặc nha. Ngọn em đo cho mình là tầm khoảng 1 ly. Đây, chỗ này con này ngọn tháp này. Đây, chỗ tháp như này. Ngọn long phụng cho mình này. Con này độ cứng của cần nó rơi cho mình tầm khoảng vào 5 hát nha. 8.1 m, tầm khoảng 5 hát. Phôi cũng tương đối này. Đây, chúng xem các lóng này. Chúng con này thì còn đẹp nha. Đây. Tình trạng của nó thì tầm khoảng trên 90%. Đây. Có đi kèm cho mình hai ngọn phụ luôn. Thì anh em lấy thì gửi kèm cho mình hai ngọn phụ nha. 8.1 m, Olympic, nội địa Nhật. Đây, lóng có xây xước nha. Ngọn 1 ly thôi, cứng tầm khoảng 5 hát cho mình. Trong cần là cũng tương đối này. Rồi tên cho mình xem phôi. Phôi con này cũng tương đối dày này. Nắp chụp xoáy vặn nha, bằng inox này, zin theo cần luôn. Đây phôi con này như thế này, phôi carbon. Tương đối dày nha em, tương đối dày 8.1 m. Con này thì trọng lượng của cần
Con này phôi dày trọng lượng 430g, ngọn 1 ly như này, mã số 10, giá là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu. Olympic đi kèm cho mình hai ngọn nha, hai ngọn kèm. Hai ngọn phụ kèm cho mình luôn. Rồi tiếp theo mã số 11 thì sẽ có cho mình con cần súp nha, đánh lục đồ cần cho mình này. Cần súp carbon của dòng Holiday, con này có độ dài cần là 3m9, độ cứng 20, chuyên dụng đánh lục đồ cần đánh gần bờ thôi. Tình trạng như thế này carbon. Bát con này thì bát lớn, bát Fuji F7 nha. Đây. Dàn khoen Fuji lọ xưa đá xám, con này khoen còn đẹp nha, không có chỗ đất chân này. Khoen Fuji xám hết. Con này ngọn của cần thì em đo được cho mình là ngọn 2.6 ly. Đây ngọn đi kèm cho mình là 1 nha. Và hai khoen chạy này, phôi carbon xoắn vân. Đây tình trạng con này chính này nha. Bờ xoắn vân. Trong thì vẫn còn đẹp nha, con này thì không có xây xước gì lắm, tầm khoảng 90%. 39 độ cứng 20, cũng thích là bạn đánh cảm giác thôi, trong đánh gần bờ. Đánh lục đồ cần, khoen pad Fuji hết. Con này ngọn 2.6 ly, trọng lượng 320g, mã số 11, giá con này là 700 nha này, 700 ngàn. Có tem lửa đầy đủ này, tem mực tem hàng nha, Hàn Quốc xuất thị trường Nhật. Rồi tiếp theo mã số 12 sẽ có tiếp là con cần nha, con cần lục. Con này là con cần lục, cần xúc cho mình này. Thì con này bị mất cái đắp đít như này, là mất cái đắp đít cái đắp bên ngoài thôi, nhưng nó cái đắp nhựa thôi, còn cái này thì vẫn còn này, trong là không ảnh hưởng gì nha, không ảnh hưởng gì cho mình. Nó chỉ mất cái này thì nó không có chạy khoen ra được, nó chỉ mất cái miếng này thôi, cái miếng nhựa đây không ảnh hưởng gì. Em sẽ báo rõ cho mình tình trạng trước. Cái này có mã số cho mình là mã số 12, cần lục của dòng Ryobi. Con này của dòng Superline, độ dài 4m, độ cứng 25, chuyên dụng đánh lục độ cần đến gần bờ. Con này hàng Korea nha, Korea xuất thị trường Nhật, có tem vàng đầy đủ đây. Con này thì độ cứng 25, ngọn em đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Tất cả dàn khoen con này là dàn khoen full set nha. Đây, dàn khoen full set này. Dàn khoen full set ngọn 2.5 ly. Thế là mình đánh lục độ cần đánh gần bờ, đánh tầm khoảng từ 20 25 mét độ lại này. Ngọn đi kèm cho mình là 1, có hai khoen chạy nha. Tình trạng thế này. Trong các lóng của nó thì vẫn còn ok này. Có xước mà dạng xước lông mèo. Này không ảnh hưởng gì lắm nha. Xước dăm cho mình này. Tình trạng thế này nha. Ở trong câu cá thì bên Nhật câu nó câu cá mà kiểu là cát nó vào á, nó có xước thôi. Còn lại thì ok, cái này thì mình không ảnh hưởng gì lắm. Xước sơn ở ngoài. Khoen pad là khoen pad Fuji nha, khoen pad Fuji. Độ dài cần là 4m, độ cứng là 25. Con này em hỗ trợ hạ pad nha, đánh lục độ cần đánh gần bờ, cần rút. Con này thì ngọn 2.5 ly, trọng lượng 370g, mã số 12, giá cần là 1,3 triệu nha này, 1,3 triệu ạ. Tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji nha. Rồi tiếp theo mã số 13, em có trong cần Hechi câu bè hai khúc. Con này chuyên dụng mình đánh cảm giác nha, đánh cảm giác cho mình này. Cần Hechi hai khúc, cần này của dòng của hãng là Olympic nha này. Olympic dòng Century, độ dài 1.8, độ cứng 10, cứng 10 thì thuộc dạng rất là mềm nha. Cứng 10 thì em hỏi rất là nhiều này. Con này hàng của bên làng China xuất thị trường Nhật, có mã code tem vàng đầy đủ nha, của dòng Olympic Mamiya. Cán con này bằng cán gỗ nha, nó sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm đây. Đây tình trạng thế này, tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji. Đây khoen Fuji như này. Loại xưa đá xám. Ngọn cơ là ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn rất là nhỏ nha, ngọn này thêm đo cho mình là ngọn 0.8 ly thôi. Đây có quấn chỉ chống nổ này. Đây, tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji nha này. Fuji loại xưa đá xám. Tình trạng con này thì còn mới. Olympic nha. Hàng Korea à, China xuất thị trường Nhật. Cán gỗ này, độ cứng 10 thì nó chỉ cứng Ikeda một xíu thôi. Con này trọng lượng là 110g. Ngọn tầm khoảng vào 0.8 ly á, mã số là mã số 13, giá cần là 600 nha này. 600.000. Mã số 14 sẽ có cho mình cần ISO, con này là cần ISO dây trong nha, dạng cầu đơn cầu đài được này. Cái này của hãng là NFT. Đây cần dây trong, cần rút của NFT. Con này cái độ dài của cần là 5m3, độ cứng 2.5, cứng 2.5 cũng dạng cứng cho mình nha. Hàng kho hàng nội địa Nhật nha, con này có dòng nội địa này, sẽ có cái mã code và cái tem vàng đầy đủ nha. Con này thì tay cầm được làm nhám này. Đây làm nhám như này. Pad Fuji Stylus LF7 bắt xịn cho mình, nó sẽ đi kèm cho một cái nắp chụp zin này. Đây một cái nắp chụp zin theo cần. Con này là cần rút nha, khoen đề ba là khoen full set. Con này ngọn của cần thì em đo được cho mình là ngọn 2.8 ly. Cái đầu bu này thì anh em có thể vặn ra được nha, vặn được mình vệ sinh này, mình tháo cái lắm mình vệ sinh được nha. Đây đầu bu full set này tháo được. Ngọn 2.8 ly, phôi của nó là phôi carbon xoắn vân của dòng này ST, những cái dòng mà nội địa nha. Con này tính theo cần tay, nó cứng tầm khoảng 4h cho mình nha, 4h này, cứng 2.5 mà dưới trong rất ít nha. Đây, rất là đẹp này, đóng semi chống nổ đầy đủ cho mình luôn. Tình trạng con này thì còn mới cứng. Đây hầu như không có xây xước gì lắm. Nó là dạng cần dây trong thì anh em có thể là về mình đánh dây trong hoặc là mình buộc nha, mình buộc cái thẻo ở đây mình câu đài cũng được. Chụp con này cũng tương đối thôi. Con này cứng tầm khoảng 4h. Đã chép ao sông hồ tự nhiên ok hết này. Này FT 5m3 cứng 2.5. Những cái dòng mà thì không có nhiều cho mình nha anh em.
Rồi con này thì trọng lượng của nó là 270g, ngọn 2.8 ly, mã số 14. Giá con này là 1.200.000 nha. Đây, dây trong nha. 2.5 rất là ít. Rồi tiếp theo thì em sẽ có một con cần dây trong 3 khúc. Đây, cần dây trong 3 khúc có dòng bay qua. Đây, con này có dòng bay qua như này. Thì con này nó sẽ đi kèm cho mình hai cái dây buộc này, cho nên em tháo ra cho mình xem. Anh em lấy thì em sẽ gửi kèm hai cái dây cho mình luôn nha. Tại vì cái này nó đi kèm với cần á thì em sẽ gửi kèm luôn. Hai cái dây rất là xịn này, dây buộc nha. Cần 3 khúc con này dạng là cắm gốc lỡ cho mình. Cần này có dòng là đai qua 3 khúc này. Thông số như sau. Độ dài của cần là 3m1, độ cứng 80. Độ cứng 80 dạng cứng nha. Con này hàng của mình là tay qua này. Tay qua xuất thị trường Nhật, nó sẽ có cái mã code này, mã code cho anh em. Và cái tem vàng đầy đủ cho mình đây. Đây tem vàng nha. Phơi của nó là phơi carbon xoắn hai da này, bộ xoắn hai da nha. Con này dạng là cắm gốc lỡ, ngọn thì em đo cho mình là ngọn 2.8 ly. Con này độ cứng 80, anh em về lên khoen nha. Lên khoen đánh tra đánh kim được nha. Tay cầm cán mút. Pad con này pad vặn đầy qua chính hãng luôn. Đây, ba khúc nha. Thì con này lấy thì em sẽ gửi kèm hai cái miếng này cho mình nha. Đây, sau đây có loại sứ này. Cái chỗ này thì nó dán cái loại sứ vào, thì mình dán lại thôi. Đây, mình sẽ đẩy vào cho khỏi nước này. Đây, cái này thì theo cần thì có sao em bảo vậy mình này. Tình trạng nha, đầy qua. Thế là cho mình về lên khoen nha. Còn lên khoen đánh cực là cứng này, 80. Trà chim đánh chép đều ok hết. Hoặc đánh về trong cho mình. Con này trọng lượng 330g, ngọn 2.8 ly, mã số 15. Giá cần là 700 nha này, 700.000. 3m1 cứng 80 của đây qua. Rồi tiếp theo thì em sẽ có một con cần lưu. Con này thì cần lưu một khúc nha này. Con này thì hàng nó về em sẽ báo rõ cho mình. Của dòng Shimano nha. Con này cần lưu một khúc. Con này không biết là một khúc hay là cần hai khúc. Nhưng mà cái này nó mắc cứng quá, em rút không có ra. Thì em sẽ bán cho mình như thế này. Coi như là em bán lỗ cho mình. Anh em về muốn thì rút ra mà để về đánh cũng được. Một khúc sẽ ngon hơn. Rồi con này cần lưu một khúc của dòng Biocat này, Shimano. Độ dài con này là 1.8. Con này hàng nội địa Nhật nha. Sẽ có cái mã code và cái tem vàng để đổ. Nhưng mà nó bị xước rồi. Sẽ bị xước cái tem rồi. Con này là cần máy ngang. Đây cần máy ngang nha. Của C. Đây, tay cầm thì bằng cán bút này. Shimano như này. Shimano. Đây tình trạng thế này. Con này 1.8. Độ cứng của nó ra cho tầm khoảng M nha. Con này cứng tầm khoảng M đến MH ạ. Ngọn nhỏ nhưng mà rất là cứng. Dàn khoen là dàn khoen Fuji 3 chân lõi xưa đất xít đây này. Đây cái chỗ này thì chỗ hai khúc nha. Mà cứng quá em rút không ra thì giờ em bán cho mày luôn. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi. Đây ngọn con này là ngọn 1 ly như này. Con này ngọn cần là ngọn tháp nha. Đây ngọn tháp zin của Shimano luôn. Đây ngọn tháp ngọn đặc trên này là khoen Fuji này. Fuji 1 chân. Còn dưới này là khoen Fuji 3 chân hết. Đây. Con này là một khúc nha. Thì một khúc thì đánh thuộc dạng trâu bò hơn. Con này độ cứng tầm khoảng M đến MH cho mình. Rất là cứng. 1.8 nha. Máy ngang của dòng Shimano. Shimano nha. Đây. Shimano một khúc. Rồi con này thì ngọn tầm khoảng 1 ly thôi, cứng tầm khoảng MH nha. Con này trọng lượng 135g, mã số 16. Giá con này là 900 nha em. 900.000. 900 nha. Rồi tiếp theo mã số 17 sẽ có cho mình con cần lưu hai khúc. Con này cần lưu hai khúc máy đứng nha. Thôi được mình đánh cảm giác này. Cần lưu hai khúc, cần này của hãng là Suzumi. Con này có độ dài của cần là 1.8. Độ cứng L. L thế là bạn đánh cảm giác thôi, cho rất là mềm. Suzumi con này hàng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. Tay cầm thì bằng cán gỗ nha, cán gỗ pad là pad vặn bằng inox này. Pad vặn bằng inox nha. Suzumi hàng xịn này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, lõi xi đá xám hết. Đây Fuji lõi xi đá xám nha. Con này khoen đề ba khoen lớn, khoen 30. Con này đủ cái L ngọn thì em đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Những cái dòng này thì tải cá tầm khoảng 3-4 kg là vừa. Còn tải 10 mát tầm khoảng 10 gram nha. 10 gram là vừa cho mình. Phôi thì có hơi xây xước này. Phôi có hơi xây xước nha. Tình trạng thì nguyên bản nguyên zin. 1.8 cái L của dòng Suzumi cán gỗ, ngọn 1.8 ly, con này nhẹ, trọng lượng chỉ có 90g thôi. Mã số 17, giá con này là 700. 700.000 cho mình ạ. Rồi mã số 18 sẽ có cho mình con cần lưu. Con này cần lưu hai khúc máy ngang. Đây, cần lưu hai khúc máy ngang nha. Cần lưu hai khúc máy ngang, con này của hãng là Suzumi luôn. Con này có dòng là Blackcat, độ dài của nó là 1m68 như này. 1m68. Nó tầm khoảng 1m65 này, thì con này size thực là 56, tầm khoảng 1m68 á. Thì em đo là tầm khoảng 1m68. Rồi tay cầm thì bằng cán mút, con này là máy ngang như này. Phôi carbon xoắn vân. Suzumi, hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ này. Dàn khoen của đó là dàn khoen nhôm nha. Đây, dàn khoen nhôm. Suzumi chính hãng, thích hợp mình lưu lóc, lưu chẽm đều được này. Đây, phôi còn rất đẹp nha. Con này độ cứng của cần nó ra cho mình tầm khoảng vào ML 1.8. Đây, Suzumi nha, 1.8. Máy ngang, tay cầm cán mút. Ngọn là 2 ly, trọng lượng con này thì là 90g, mã số 18, giá cần là 500, 500.000 nha. Khuyên nhôm. Rồi, mã số 19 thì em có cho mình con cần hai khúc, con này chuyên dụng đánh ngâm lăng xê. Là cần hai khúc của hãng là Alpha Tackle như này, Alpha Tackle.
Con này cái độ dài của cần là 2m1, độ cứng là 60. Cái dòng Sea Fighter Alpha Tactical nha. Hàng nội địa Nhật tem vàng, phôi carbon xoắn hai da này. Dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji 3 chân loại Silaxit nha, hỗ trợ cái đầu bu Fuji chống xoắn này. Thì những cái dòng này thì phôi carbon xoắn hai da hết luôn. Em nhìn kỹ nha. Nó sẽ bị chống nổ. Phôi carbon xoắn hai da. Tay cầm thì bằng cán mút bát vặn Fuji chữ vàng. Có bục tiêu hiểm đầy đủ này, con này 2 khúc 2m1 cứng 60 thì cục dạng cũng vừa cho mình. 60 thì cục dạng đánh chép đánh ngâm được rồi này. Tình trạng thì còn nguyên bản nguyên zin. Mới tầm khoảng 90% nha. Đây khoen Fuji hết. Ngọn em đo cho mình là ngọn 2.4 ly, trọng lượng 300g, mã số 19. Giá con này là 750 nha, 750.000. Mã số 20, có một con cần 2 khúc bạo lực. Con này thì nó tính theo cần lục như này. Cần lục là con này là cần lục 2 khúc này. Đây, cần lục 2 khúc. Cần này có dòng là Ryobi, có dòng là Diacross. Thì hàng này nội địa Nhật, cái dòng Diacross là hàng cao cấp của dòng Ryobi nha. Thuộc dạng là hàng cao cấp cho mình rồi. Rồi thông số là như thế này. Đây, bát thì kèm là bát Fuji Titan nha em. Bát Titan. Rồi thông số cần này đi kèm cho mình là 2 khúc. Độ dài cần là 3m9, độ cứng là 30. Đi kèm cho mình 2 khúc này. Cần là dòng Diacross nha. Pro Sky. Phôi carbon xoắn hay da. Xoắn caro toàn thân luôn. Đây, tay cầm thì bằng cán gỗ nha. Con này cứng, nó cứng tầm khoảng vào BX. BX đối với cần lục nha. Con này cứng 30, cần tầm khoảng CX. Nhưng mà 2 khúc nó cứng tầm khoảng B. Tất cả dàn khoen là dàn khoen full shift nè. Nói chung 2 khúc thì đánh nó sẽ là tốt hơn, trâu bò hơn, nhưng mà được cái thì nó lại nó dài thì nó sẽ bất tiện hơn cho mình. Bát Titan. Khoen full shift 3 chân, phôi carbon xoắn hai da toàn thân luôn. Con này cực kỳ cứng nha anh em. Trông con này cực kỳ là ok. Hơi bất tiện một xíu nhưng mà rất là tốt nha. Đầu bu full shift chống xoắn, đóng semi chống nổ đầy đủ, ngọn thì ngọn lớn, ngọn 4 ly. Con này độ cứng cứng tầm khoảng vào BX đối với cần 2 khúc nha. Cần 3 khúc đối cứng tầm khoảng BX cho mình. Đây phôi carbon xoắn hai da này. Dàn khoen full shift nha, nguyên bản nguyên zin. Không hao hụt miếng nào, bát Titan, khoen full shift. Còn mới cứng cho mình nha. Con này là dạng cần lục, đánh tra, đánh chim, đánh cá lăng nè. Hoặc dạng cá lớn, cá tầm khoảng đánh biển 20-30kg đều được nè. Con này thì em nó chỉ là thu gọn tầm khoảng gần 2m cho mình. Thì em vẫn đóng từng có đóng ống nước nha. Và ship code là 30.000 một đơn thôi. Còn phát sinh thêm thì em sẽ chịu cho anh em nha. Hỗ trợ anh em mình hết mình ạ. 39 cứng 30, cần lục, con này trọng lượng 500g, ngọn 4 ly. Mã số 20, giá con này là 2.800.000 như này. 2.800.000. Rồi tiếp theo mã số 21 sẽ có cho mình con cần 2 khúc chuyên dụng câu ngâm lan xê. Con này dạng là cần hechi, câu bè hay là câu ngâm đều được này. Cần này cần 2 khúc, thông số nó bị phai rồi. Thì em sẽ đọc thông số rõ cho mình. Cần 2 khúc, cần này có độ dài của cần là 2m6. Con này dạng là hechi, câu bè, hỗ trợ cho mình là cái dạng khoen Fuji phát quang này. Fuji phát quang nha, để mình câu bằng đêm có thể cần này. Tay cầm thì được bọc da pad vặn Fuji F18, dạng khoen Fuji phát quang. Tay cầm thì được bọc một màng co nhiệt nha. Phôi carbon xoắn vân. 2m6, con này độ cứng tầm khoảng vào 50. Ngọn thì được cuốn chỉ này. Ngọn có cần thì em đo cho mình là ngọn 3 ly nha. Ngọn 3 ly cứng tầm khoảng 50-80. Là tình trạng thế này. Còn đẹp nha, câu bè, câu ngâm đều được này. 2m6. Trọng lượng con này là 320g, ngọn 3 ly. Mã số 21, giá cần là 600. 600.000 nha, 2 khúc ạ. Rồi cuối cùng nha. Cuối cùng thì em sẽ có một con cần nguyên hộp này. Con này còn rất đẹp này. Nguyên hộp cần này của hãng Ryobi, nó sẽ còn nguyên bao vải, nguyên hộp đầy đủ luôn. Và cần. Cần này của dòng Ryobi, độ dài con này là 2m7 nha. 2m7. Độ cứng từ 50-80 đến 150, đánh bạo lực, đánh trà, đánh chim này. Đây Ryobi thông số như sau. Cần có độ dài cần là 2m7, ngọn 1.9 ly, con này ngọn đặc nha, ngọn tháp, gốc 21 mm. Trọng lượng con này là 380g, phôi tương đối dày. Thu gọn 140 cm đi kèm cho mình hai ngọn nha. Hai khúc. Hai khúc nè. Tình trạng thế này. Ryobi nhà này rất đẹp nha. Rồi thì em sẽ cho mình thêm thông số con này nha. Thông số và giá của nó thì giá mới và giá cũ cho mình luôn. Giá mới và giá em bán. Rồi thì nó sẽ còn mới cứng. Đây, hai khúc của dòng Ryobi. Còn mới cứng nha, 2m7. Con này chưa sử dụng qua luôn, cái tay cầm của nó thì nó bằng cái cán da nha, nó còn khuyên cái siêu nylon chưa bóc này. Bát là bát vặn này. Chưa xài luôn. Cứng từ 80 đến 250. Khoen Fuji xứ xám. Hàng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ này, còn mới cứng. Con này thích là mình mua về đánh ngầm lan xe, mua sưu tầm nha. Con này mới cứng, chưa sử dụng qua luôn, còn nguyên siêu ạ. Hỗ trợ đầu bu full shift chống xoắn. Thì con này sẽ báo rõ tình trạng này. Còn mới cứng nha, chưa sử dụng qua. Giá bên Nhật người ta bán cho mình là tầm khoảng 24.800 yên. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào tức là 1.000 yên á, 10.000 yên thì nó rơi cho mình tầm khoảng gần 2 triệu nha. Con này nó rơi cho tầm khoảng vào 4 triệu nha này. Nó bèo nhất con 4 triệu cho mình rồi. Nó sẽ còn bao vải này và đầy đủ luôn. Con này sẽ bán cho mình là giá 2 mã 22, giá 1.200.000 nha.
1.200.000 thôi. Đây, bằng một cốc bên Nhật thôi nha. Cho là còn mới cứng, chưa sử dụng qua, em bảo đảm luôn. Anh em nào mà mua con này về là 100% nha, chưa sử dụng qua. Đây, còn nguyên siêu, giá 1.200.000 thôi. Gửi nguyên hộp nha. Rồi tổng cộng có là 22 mẫu cần và 2 con máy. Anh em ấn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn trực tiếp liên hệ số điện thoại Zalo, tạm sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc anh em có một ngày cuối tuần nha, vui vẻ nè, đi câu thật nhiều cá, có nhiều sức khỏe nha, bên gia đình và người thân. Rồi tạm biệt anh em nha, hẹn gặp video lần sau ạ. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ bên em nha. Em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn những sản phẩm về, hàng em cập nhật liên tục.